equity là gì bất cứ một doanh nghiệp nào khi mới đi vào hoạt động đều bắt buộc phải có số vốn nhất định và trong doanh nghiệp equity được coi vốn của chủ sở hữu đây là phần tài sản được chủ doanh nghiệp và các thành viên cổ đông của các công ty cổ phần góp vào các chủ sở hữu này sẽ được góp vốn với nhau để bắt đầu quá trình kinh doanh và sản xuất từ đây họ cũng chia sẻ lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay gánh chịu khoản lỗ ấy nếu không có lãi ngoài ra equity là quá trình thực hiện thường xuyên đối với doanh nghiệp chỉ trừ khi doanh nghiệp ấy ngừng hoạt động hoặc phá มาสัน